Nhà em có cả cây lựu ăn quả, Lựu quả đây ạ. và cả cây lựu hạnh nữa. Đợt này nhà em có 4 cái cây lựu hạnh hàng thoát thân cực kỳ đẹp luôn ạ. Các anh chị có nhu cầu mà muốn mua cây lựu hạnh nhé. Đây là những cái bông hoa của nó ạ. Đẹp ơi là đẹp luôn ạ. Để em đo chi tiết cụ thể. Để em đo chi tiết cụ thể cái kích thước của từng cây ạ. Cái cây này thì đường kính của nó gần 4 cm ạ. Thoát thân 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2 là 10. Cây này được tầm 90 cm ạ. Gốc rất là to mà thẳng đẹp như này. Tán của nó cũng cũng đẹp lắm ạ. Đấy ạ. Tròn tán đẹp. Đây là cây thứ nhất ạ. Cây thứ hai đấy ạ. Các cái cây này cùng một lô một lứa cho nên nó cũng tương tương đồng giống như nhau ạ, về kích thước ạ. Chiều cao của nó thì tầm hơn 2 mét ạ. Cây thứ ba và cây thứ tư ạ. Các anh chị có nhu cầu mà muốn mua cả 4 cây hoặc là 1 đến 4 cây thì vui lòng alo thật sớm luôn ạ. Số điện thoại là 097 797 3535 ạ. Hiếm để có những cái cây mà lựu hạnh mà thoát thân dài như này, 8-90 phân. Nữa nữa là cây rất là cân đối, tán tròn đẹp. Gốc cũng to ạ. 097 797 3535 ạ. Cảm ơn các anh chị nhiều ạ.